Có những lúc tôi muốn biến mình thành người thực vật Chỉ việc nằm đó mà hít lấy hít để Chút không khí còn sót lại trong căn nhà ọp ẹp Tồi tàn mà chúng tôi đang sinh sống Tôi chán trường việc phải lau Và hứng từng giọt nước mưa len lỏi qua mái nhà Chán trường tới thảm cảnh nước ù vào nhà Ngồi nheo nhóc như lũ ếch trên lá sen Để mong chờ một giấc ngủ an yên Tôi lây hoay không biết phải làm thế nào để xé tan cuộc sống hiện tại bước sang một trang mới tốt đẹp hơn tôi cố gắng hết sức kiếm tiền từ những việc mình chẳng mặn mòi cho lắm không làm không ưng thì đói nhưng lao đầu vào thì liệu cuộc sống có khá khẩm hơn không tôi bất lực và vô dụng tôi chỉ muốn nằm đó tự tiêu hóa ăn mòn bản thân và chết đi trong từng nhịp thở chuông tin nhắn đến và một lần nữa anh kéo tôi ra khỏi những cảm xúc nhớp nháp đen đặc đang bổ vây. Nếu không nhìn điện thoại, tôi cũng chả biết lúc này mặt trời đã lên hay chưa. Bởi lẽ căn phòng của tôi, bốn bề là những bức tường hoang ố. Trận ngập lụt vừa rồi đã khiến những mảng vôi rơi ra từng mảng trắng tinh như vỏ trứng vịt. Nước rút đi để lại cho tôi chồng sách vở bốc mùi ẩm mốc. Căn phòng không có cửa sổ, không chút ánh sáng, không một sự sống. Tôi cứ vật vờ như những xác chết trong nạn đói của Nam Cao hờ hững nhìn cái kim đồng hồ, nhích từng chút, nặng nhọc. Thật xuất sắc khi tôi đang sống và trải nghiệm cuộc đời của Mỹ, của Hộ, của Chí. Sống với những đớn đau mà họ đã từng trải qua, sống như người cõi âm. Anh, gã con trai có nhiều hoài bão và tham vọng. Sáng nay chỉ mới 5 giờ sáng, anh đã có mặt tại trung tâm thành phố Vũng Tàu để chạy truyền thông cho dự án của công ty anh chụp và gửi cho tôi xem những hoạt động của người dân vào buổi sớm mai. Nào là những con cá lấp lánh ánh bạc đang dãy dụa dưới tấm lưới. Nào là khung cảnh bình yên trên biển. Cảnh những chiếc thúng tròn lên đen trên sóng nước. Nhớ anh 10 phần. Tôi ganh tị với anh hết 8 phần. Bởi những năng lượng anh có được trong khi hiện tại xung quanh tôi chỉ toàn bóng tối. Một lần nữa, anh lại gửi về cho tôi một chút sự sống của ngày mới. Tôi bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi khoác vội chiếc áo mỏng tan lên người tôi muốn mình vùng vẫy thật mạnh xé toạc những thứ kinh khủng đang ôm trọn lấy thân thể tôi những ngày qua cách tôi chọn và chạy đến quán cà phê quen thuộc tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ rồi lặng lẽ để nhìn dòng đời xô đẩy tôi chạy trốn bản ngã chạy trốn chính ngôi nhà của mình để nhìn lại chính bản thân mình gọi cho mình một tách trà hoa cúc nóng tôi bắt đầu chìm vào những giấc mộng bên khung cửa sổ thơ mộng và bản nhạc tình ca của quán quen sài gòn năm nay lạnh quá mưa vào mùa đông nhìn những giọt nước mưa rơi đì độp trên lá tôi lại tưởng hè về hàng nghìn ký ức ùa về trong đầu tôi vùng vẫy đến phát ngợp ngoài cửa sổ là những tán lá xanh mơn mởn của loài cây bò cạp vàng loài cây mà người đời thường ví von chúng là đế vương của các loài hoa bởi mang trong mình một màu vàng vương giả chúng kiêu hãnh đến thế ấy vậy mà ngày trước bọn cả con chúng tôi nỡ lòng nào hái hoa về đập nát ra và chế biến những món ăn kinh dị cho lũ kiến và sâu bọ thứ làm tôi nhớ đến khi nói đến bò cặp vàng nhiều nhất đó là những con bươm bướm nhỏ mãi đến sau này khi lớn lên nhờ vào google tôi mới biết chúng tên là bướm bắp cải đó là một loài bướm nhỏ được phủ lên mình một màu trắng xanh nhẹ nhàng như những chiếc lá non mới nhú. Chẳng cần chút hòa tiết hay sắc màu lực rỡ nào điểm xuyến trên đôi cánh ấy. Chúng đơn giản, ngây thơ và mỏng manh đến lạ. Vào những ngày nắng, chúng thường bay rất nhiều trên những cây bồ cạp vàng tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Hình ảnh đó đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi khi tôi nhớ về một ký ức một thời thơ dại. Cô bé ngồi sau cất giọng rất nhỏ nhẹ, Chị ơi, chị có khăn giấy không? Cho em xin một tờ. Tôi xoay người lại nhìn em, một cô bé cỡ 8 tuổi, mặc chiếc áo đầm màu trắng, đang nhuễ miệng chờ đợi câu trả lời của tôi. Trên tay em là một chiếc máy ảnh Canon cũ. Không, chị không có. Tôi đáp, rồi quay mặt lên tiếp tục, thả hồn theo những hạt mưa rơi bên cửa sổ. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tôi nhận ra cô bé có nụ cười thật tươi, với hàm răng đều như bắp mái tóc ngắn của em bồng bềnh như những đám mây lững lờ trôi vào một ngày nắng đẹp cô bé lại gần cửa sổ chỗ tôi ngồi em đưa máy ảnh ngang tầm mắt hướng ông kính về phía cảnh vật bên ngoài khung cửa bất giác em quay sang tôi và chụp ánh đèn flash bất ngờ làm tôi chói mắt đến độ khó chịu em làm gì vậy tôi cấu gắt chụp ảnh chị em nói rồi cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra lại gần và đưa cho tôi xem tấm ảnh em vừa chụp được. Chị đẹp không này? Tôi nhìn vào màn hình máy ảnh, những chiếc ghế trơ trọi trong quán thật tẻ nhạt. Trên mặt bàn vẫn là ly trà tôi đang uống dở. Thế nhưng tôi đầu Tôi ngước lên nhìn em, tôi vẫn chưa hết bàn hoàng. Thầy em trả lại tôi một nụ cười thật hiền. Đáy mắt em trong vắt như những vũng nước động ngoài kia. Cả bầu trời, cả những tán lá bồ cạp vàng Đông đưa trong cơn mưa tiết đồng lạnh lẽo. "Tôi đâu?" Tôi hét toán lên trong suy nghĩ của chính mình. Em chạy về bàn của mình, bỏ mặt tôi, nỗi ngỡ ngàng đến run sợ. Có phải đôi mắt tôi đã vùi chôn những giấc mộng quá lâu, lâu đến nỗi không còn tìm thấy bản thân mình? Quái lạ, tôi gặp ma hay tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa? Không thể nào. Tôi tự trấn an mình. Chiếc máy ảnh khanh nông cũ mềm được em đeo toàn ten trên cổ, trông như một nhà báo, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng khoan đã, em chỉ tầm 8 tuổi thôi mà. Em, em là ai? Tôi xoay người lại để tìm kiếm câu trả lời, nhưng không thấy em đâu nữa. Chỗ em ngồi, tôi chỉ thấy con bướm bắp cải, vương đôi cánh thanh khiết của mình bay ra cửa sổ khi cơn mưa còn chưa dứt. Tôi ở đâu trong tấm ảnh đấy? Tôi ở đâu giữa quán cà phê vắng tanh này? Giữa cuộc đời này? và em là ai có phải em là cánh bướm thần khiết ấy đang cư ngụ nơi bầu trời bao la đấy không tiếng nhạc du dương trong quán cà phê bỗng được thay bằng tiếng kinh cầu nghe não nề buồn đến vô tận